Bài số 5. Whole, half, quarter note. Whole note là nốt tròn. Half note là nốt trắng. Và quarter note là nốt đen. Nốt tròn sẽ có giá trị bằng 2 nốt trắng. Nốt trắng sẽ có giá trị bằng 2 nốt đen. Cách vẽ nốt tròn thì ta vẽ một vòng tròn. Muốn vẽ nốt trắng thì ta vẽ nốt tròn và gắn thêm thân. Muốn vẽ nốt đen thì ta vẽ nốt trắng và tô đen phần đầu. Vì vậy, nốt trắng hay nốt đen sẽ gồm có hai phần: head và stem. Head là phần đầu và stem là phần thân. Và nốt trắng hay nốt đen sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thân sẽ quay lên, và trường hợp thứ hai là thân quay xuống. Khi thân quay lên thì chúng ta sẽ gắn phần thân vào phía bên phải của nốt, và khi thân quay xuống thì chúng ta sẽ gắn phần thân vào phía bên trái của nốt. Và khi nào thì thân quay lên và khi nào thân quay xuống, chúng ta sẽ biết trong bài học kế tiếp.